Đó, giờ tôi bắt đầu nha. Bây giờ tôi giảng về cái thiền duyên. Thiền duyên hoặc là thiền na đó. Thiền duyên thì cứ gồm có 7 cái, tức là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, ưu, xả, đúng không? Hôm qua tôi có nói đó là trên đời này có những cái mà nó bị thiêu hủy là cái chuyện tốt, nhưng mà có những cái nó bị thiêu hủy là cái điều không nên, phải nhớ đó không? Và pháp thiện pháp ác nó đều là những ngọn lửa hết. Pháp thiện nó có cái công năng là nó đốt cái ác, mà ngược lại cái ác nó cũng có công năng đốt cái thiện. Cho nên trong lòng của chúng ta luôn luôn có những trận lửa, vấn đề là cái nào đốt cái nào thì chưa biết. Hiện nghe ghê không? Trong lòng mỗi người luôn luôn có lửa cháy, mà có điều là cái gì đốt cái gì thì mình chưa biết, không biết mình cái chuyện mà cái thiện nó đốt cái ác, cái ác đốt cái thiện, thì cái đó mình cũng khó tự mỗi người biết lấy. Tại vì một lần có cơn giận mà nó xuất hiện đó là coi như mình đốt biết bao nhiêu cái phước lành, mà một lần có cái tâm thiện thì nó đốt bao nhiêu cái tội lỗi, đại khái như vậy. Cho nên là thiền duyên là gì? Thiền duyên là bàn về cái sức mạnh của những cái thứ mà đóng vai trò ngọn lửa. Học về thiền duyên á là học về sức mạnh của những cái thứ mà nó đóng vai trò ngọn lửa trong đời sống của chúng sinh. Ha, không biết nó nói vậy hay nghe kịp không? Thôi tôi thấy đi học tiếng Miên rồi, sao mình có làm tôi giảng mình tiếng Miên đi. Chứ tiếng Việt là tôi thấy là thua rồi đó. Thầy nói hơi chậm chậm, tại vì đa số thì con đây là hơi lãng tai. Lãng trí nữa như là lãng tai. Tụi con biết chậm, biết không được nhanh lắm. Nói đại chậm thì còn không nhanh lắm. Nói gì cho nó tốn nước miếng. Học về thiền duyên là ta học về những thứ mà nó có cái vai trò ngọn lửa trong đời sống của chúng sinh. Cậu có sáng trưng à? Học về thiền duyên là học về những thứ mà nó đóng cái vai trò ngọn lửa trong đời sống của chúng sinh. Bởi vì ngọn lửa nó có bao nhiêu tác dụng còn nhớ không? Có 3. Một là đem lại ánh sáng. Hai là đem lại hơi ấm. Ba là làm chín những vật còn sống. Giờ tôi ủa thì sư giảng con phải nhìn để mà hiểu không? Hiểu. Tức là ngọn lửa đó có 3 tác dụng. Một là rồi hai ba chín những vật còn sống. Thì ở trong tâm hồn của mình á, thì khỏi nói là lát lên nói sao, trong cái thể xác mình nó luôn luôn có lửa, thì biết gì đâu. Bởi vì chính có lửa nó tóc mình nó mới bạc, có lửa mình mới có da khô, có lửa mình mới có thân nhiệt, có lửa thì mình mới có ráy tai, mới có da khô, cái đó là do lửa, biết đâu. Dạ phải. Chỉ đó do lửa. Cái ráy tai tức là cái đó là cũng là lửa nó đốt đó. Rồi chính có lửa thực phẩm nó mới tiêu hóa được. Thì do có lửa mình mới có thân nhiệt. Đó là trong thân thể mình, còn trong tâm mình á, thì luôn luôn nãy tôi nói rồi, nó luôn luôn là những trận quả quạng trong lòng mình á. Cái này nó đốt cái kia mà mình chưa biết cái này là cái là cái gì. Có khi cái thiện nó có mặt thì nó đốt cái ác, mà cái ác có mặt thì nó đốt cái thiện. Cho nên mình học về thiền duyên có nghĩa là mình học về những trận lửa trong lòng của mình. Vậy vậy thôi. Thì tại sao mà tầm tứ hỷ lạc định ưu xả 7 cái này được gọi là lửa? Hôm qua tôi ngưng, tôi nói cái này là không nghe không thể tưởng tượng được. Chuyện đầu tiên, các vị tôi ôn là các vị một phần giáo lý rất là căn bản, đó là các vị biết có vô lượng vũ trụ đúng không? Và trong mỗi vũ trụ như vậy đó, nó chia làm 3 cấp. Cấp 1 đó là cái tầng thấp nhất dành cho những cái người sống trong năm dục, gọi là dục giới.
Cái tầng thứ hai đó là tầng sắc giới, tức là nó dành cho những người chỉ thích tu thiền nhưng mà còn phải lệ thuộc vật chất, không có thích năm dục nhưng còn lệ thuộc vật chất. Lệ thuộc là sao? Có nghĩa là cái đề mục mà họ hành thiền ấy, nó còn là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng và hơi thở. Mà những cái này là có phải là vật chất không? À. Rồi cái tầng thứ ba đó là tầng vô sắc giới, là nó dành cho những người mà họ tu thiền bằng cái đề mục thuần túy là trụ tượng, đó là đề mục vô sắc. Thì tại tôi nghĩ có ghi âm cho nên tôi phải kể ra vậy để về nghe lại rồi coi sách thêm, chứ còn ở đây mà giải thích là đề mục trụ tượng là sao nó thì cực kỳ mất thời gian. Với hai tôi giảng kỹ là sao tôi bán sách được. Ngu thì vừa. Cho nên là chúng sẽ có vô lượng vũ trụ. Mỗi vũ trụ như vậy nó giống như là một cái trái lựu vậy đó. À, trong một trái lựu như vậy nó có 31 cái hạt, tức là 31 cõi. Mà nó có vô số cái trái lựu trôi nổi ở trong trời đất như vậy nha. Và không biết tôi có giảng cho các vị nghe về cái cosmology của Phật giáo chưa? Cái vũ trụ quan đó. Có nghĩa là cứ một trong một cái galaxy vậy, nó gồm có một mặt trăng và một mặt trời đúng không? Một cái sao Mars, một cái Venus đúng không? Mấy cái đó cũng biết không? Jupiter là biết hả? Thì cứ mỗi một cái galaxy, 1000 cái galaxy như vậy, nó được gọi là một tiểu thiên thế giới. Mà 2000 cái tiểu thiên là một cái trung thiên thế giới. Mà 3000 cái trung thiên thì nó là một cái đại thiên thế giới. Mà nó có vô số cái đại thiên thế giới như vậy. Bây giờ nghe kịp chưa? Tức là 1000 cái galaxy nó là một tiểu thiên. Mà 2000 cái tiểu thiên nó là một cái trung thiên. Mà 3000 cái trung thiên thành ra một cái đại thiên. Hiểu chưa? Mà một cái vị chánh đẳng giác ra đời đó, thì cái địa bàn hoạt động của các ngài đó, cái zone, cái activity zone của ngài đó là 1 trillion. Một trillion là 1000 tỷ. 1 billion là 1 tỷ. Và 1 trillion là 1000 tỷ. 1000 tỷ cái tam thiên. No. Cái zone mà để ngày hoạt động á. À. Và tại sao dựa vào đâu mà nó có cái tam thiên đại thiên, dựa vào đâu mà có cái list như vậy, có cái ngàn hai ngàn, là dựa vào cái điểm tương đồng của chúng sinh. Chúng sinh mà nó giống, cái điểm giống nhau, hiểu chứ tương đồng không? Cái sameness. Cái sameness. Có hiểu chứ sameness không? Sameness. Thì cái điểm tương đồng mà càng nhiều thì mình càng sống gần với nhau. Còn cái điểm sameness mà càng ít chừng nào thì mình xa nhau, xa nhau, xa nhau, xa nhau, nghe kịp không? Như vậy thì chính vì chúng ta có nhiều cái sameness cho nên chúng ta mới sanh ra chung một galaxy. Rồi chung một cái tiểu thiên thế giới, chung một cái trung thiên, chung một cái đại thiên. Nghe kịp không? Nó hiểu hả? Tức là nó rộng ra, rộng ra. Cho nên cái vũ trụ nó chia ra là thành từng group, một group vậy, nó gồm là 1 trillion vậy đó. Thì những chúng sanh nào mà có cái điểm giống nhau thì nó có mặt trong một cái group trillion như vậy. Nghe kịp chưa? Mà ở trong mỗi một cái galaxy như vậy nó lại gồm có 31 cõi nằm trong đó. Thì trong mỗi cái galaxy như vậy, thế giới nó chia thành 3: dục sắc và vô sắc. Vô sắc giới tức là tùy cái trình độ chúng sanh thích cái gì, thích trong 5 cảnh dục thì ở cái tầng thấp nhất, thích thiền thì ở tầng cao hơn. Nghe kịp không? Rồi. Và ở đây nó có cái điều rất là đặc biệt thế này. Người nào còn sống ở trong cảnh dục á, thì cái tâm thức của họ nó nặng nề hơn là người sống trong cõi sắc. Mà nặng nề là sao? Nặng nề có nghĩa là khi mình ở trong cõi dục á, là có bao nhiêu phiền não là mình có hết. Hễ mình còn thích trong sắc thinh khí vị xúc á, là mình còn đầy đủ tham sân si. Hiểu không? Nhưng mà lâu lâu á, nó có lọt ra một tên,
nó chán năm dục, nó không khoái hưởng mà nó nhảy qua nó thích hành thiện. Thì những cái người này nè, cái tâm họ nó nhẹ hơn người bình thường rất là nhiều. Nó nhẹ là sao? Chuyện đầu tiên là họ không có sống đắm chìm trong năm căn vật chất, có đúng không các bạn? Hiểu không? Chỉ đầu tiên họ là thấy nó nhẹ cái chỗ nào đó. Thì cái đứa mà nó không có tu á, là thích nhịn này, thích nghe cái kia, thích ngửi, thích nếm, thích sờ chạm, thích tùm lum hết, thích êm, chân êm, nệm ấm. Nhưng mà cái đứa mình nó tu nhiều á, thì bắt đầu là nó mấy cái vụ đó nó bớt dần. Chưa biết nó có đắc cái gì hay không, thì chỉ đầu tiên hả, mẹ đứa nào nó mê tu rồi, đứa nó cái đầu nó nhẹ rồi đó. Bởi vậy nó mới có trường hợp trong kinh nói, người không có tu tập, tâm như nước thể lỏng, liquid. Người có tu có tâm như, như nước ở dạng e, e nước thể lỏng, cứ tìm chỗ thấp mà chung xuống, hiểu chưa? Nước ở dạng e đó thì nó có dịp là nó evaporate, đúng rồi không ta? Là tại sao? Là tại vì nó nhẹ mà, cho nên hoặc là mình thấy dầu mà đổ nước là nó cứ phình lên. Cái gì mà cái trọng lượng nó nhẹ hơn nước thì nó phải nổi lên, nghe kịp chưa? Cho nên ai mà sống ít tham, ít sân, ít si là tự nhiên người nó nhẹ. Nó nhẹ đây là về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhẹ nó thì nghĩa bóng á, là bởi vì là người này họ không có bị ám ảnh bởi cái thích và ghét, cho nên nó nhẹ. Còn nó thì nghĩa đen á, thì cái tâm thức của cái người mà phiền não nhiều á, nó nhiều cái, nó có nhiều cái tâm sở hơn là cái người mà ít phiền não. Nó hiểu không? Tâm sở là khổ quá. Quý vị có thấy cái tâm sở nó gồm có ba nhóm thấy không ta? Thấy không? Nhóm một là 13. Tại sao mà người có tu hành nó cái tâm nó nhẹ? Là bởi vì á, chuyện đầu tiên tôi nói là bà con em bà con nhiệt mình, bà con thấy từ trên đây không xuống tới đây là tất cả là 121 nút hoặc là 89 nút, tùy 89 hoặc 121. Nhưng mà bà con nghe nhiệt mình một chỗ là mình nói 121 hoặc là 89 thì thật ra nó chỉ có một nút một thôi, có nghĩa là cái biết tâm là biết. Nhưng mà sở dĩ mà kể ra tâm này tâm kia là sao, là bởi vì do cái biết mà cộng với cái này này, cái biết mà cộng với cái nhóm này để là tâm tham, cái biết mà cộng với cái nhóm này là tâm sân, cái biết mà cộng với cái nhóm này là đã tâm si. Chứ thật ra nguyên cái này nó chỉ là một thôi, chỉ là biết thôi, tâm chỉ là biết thôi. Nó hiểu không? Tại sao có nước chanh, tại sao có nước cam? Là tức là nước cộng với chanh, nước cộng với cam. Rồi tại sao có nước canh, canh rau, canh khoai, canh trái và canh, ví dụ mình canh củ, ví dụ như canh khoai, ví dụ như là khoai từ, khoai mỡ, khoai lang là canh rau, canh khoai, rồi canh rau là các loại rau, rồi canh trái thì như canh bầu, canh bí, canh mướp. Thì các loại canh đó là gì, là chuyện đầu tiên là muối, nước là căn bản, rồi mới cộng với lấp 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 ra, nghe kịp không? Nhưng mà cái căn bản các loại canh đó, căn bản này là nước, rồi nước cộng với khoai từ thì gọi là canh, canh khoai từ cộng với khoai mỡ thì gọi là canh khoai mỡ, nghe hiểu? Dạ. Rồi như tâm chỉ có một thôi à, mà sẽ dĩ mà kể ra quá trời nhiều là tại vì là nước chỉ có một thôi, mà sẽ dĩ gọi là canh khoai là bởi vì nước cộng với khoai gì, rồi nước cộng với khoai gì nó mới ra nguyên đống canh nè. Mà thật ra thì nó chỉ là một cái tâm thôi, một cái mai thôi, hiểu chưa? Rồi cái nước mà có tu á thì cái biết cộng với những cái good mental factors, tức là tâm sở đó. Còn mà không có tu thì là mai là cái tâm á, cộng với bad mental factors, xem chưa? Mà cái đối với người không có tu thì tâm họ có lúc thiện lúc ác, cho nên họ trong người họ nó có đủ good mental factors và bad mental factors, hiểu chưa? Còn mấy người tu nhiều thì mấy cái bad mental factors nó thường xuyên vắng mặt, nó ít, đúng, nó ít, cho nên cái tâm họ nó nhẹ hơn, đúng chưa? Có hiểu không? Tức là trong một giá
nó kia nó phải nhiều chất trong đó, có chất xài được, có chất không xài được. Còn các anh mà tu nhiều thì trong tâm anh thường là những thứ xài được không à. Cho nên nếu mà nói theo nghĩa đen á, thì cái tâm của người tu là nó nhẹ là vì sao? Là bởi vì nó toàn là cái thứ tốt không à. Còn cái thứ mà không có tu là bên cạnh cái từ bi hỷ xả trí tuệ, nó còn có tham sân si ái mạng kiến nghi nhỏ mọn ghen tuông, người tầm bị tầm bạ quá trời cũng nóng đồng. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái người tu chết không có cần cầu siêu, là bởi vì tự nó bốc hơi. Còn cái thứ mà nó sình lầy không, không nước cống không là chết là tụng lòng lắm. Là bởi vì chưa hết là phải lọc trước cái đã, phải lọc nước sạch, phải lọc ra rồi mới đem đun lên cho nó bốc hơi, nó làm tới 2-3 công đoạn là nghe hiểu không? Còn cái thứ mà bình thường nó đã từ bi trí tuệ kham nhẫn chánh niệm, tới lúc nó chết mới sự lớn, chỉ cần đút 2 cây củi vô là nước sôi là bốc hơi rồi, khỏi cái lọc, khỏi cái lọc. Còn bên thị sĩ đó là trồng cái căn ke rất là nhiều, cái canker đó, canker là canker. Bên mình nó kêu căn ke đó, căn ke là cái chất dôi mà nó đóng trắng cái bình nước đó. Cho nên nó là cái gì bây giờ sót cái một loại sót ở trong nước. Bên mình bệnh kêu căn ke là cái đó đó. Thì tôi biết nước Mỹ kêu canker, canker tức là cái chữ dịch cái chữ aswad của mình á, là muốn đem nước nó dùng á, là chỉ đầu tiên là phải đi lọc bằng than hoạt tính đó, biết không? Than rồi bây giờ nước nó xuyên qua than, rồi cái nước nó mới bớt cái calcium nó đi, rồi mới bắt đầu mà đem đi nấu. Cho nên mình đang học về các chữ thiền là sao, là khi mà cái người sống còn chìm sâu ở trong cái phiền não đó, thì khi họ nhận biết thế giới này, họ nhận biết bằng một cái tâm thức rất là nặng. Tức là họ đi đợi, họ muốn nhìn thế giới này là họ phải nhìn, một là họ nhìn bằng tâm bất thiện tham sân si, còn hai nữa là nếu mà họ nhìn bằng tâm thiện đó thì họ phải xài văn tư tu rất là kình càng cồng kềnh. Biết nói hiểu không? Ví dụ như cái người mà trí nhiều phiền não ít á, rất nhiều mà phiền não ít á, thì họ nghe đạo, nghe đến đâu là họ hiểu đủ rồi. Còn cái người mà ít phiền não, vừa nghe nói là hãy ghét điều ác mà thương người ác, lỡ thương được làm sao vậy đó. Không, tôi đang nói thiệt, có nghĩa là cái đầu của họ luôn luôn có vấn đề. Còn ví dụ cái người làm đó, người ta nói là sống là phải biết chia sẻ, cái họ hiểu, đúng rồi, sống là biết chia sẻ hết. Còn cái người bất thiện là tại sao phải cho nó, tôi ăn không đủ người ta, tôi phải cho nó ngu sao cho, hiểu không? Bởi là người bất tử không có nên sát sanh. Cái là cái mũi chích tôi đau thấy bà nội sao không đọc, có hiểu không? Có nghĩa là nó luôn luôn nó có vấn đề. Còn cái gì như mình kia, nó hành thiền nó đừng nghĩ hết, không nghĩ sao được, stop đang tuột sao không nghĩ, nó luôn luôn nó kiếm cái kết nghĩ tầm bậy. Hoặc là đang còn thiền thì là lãng nhất chết cha tiệm neo 2 ngày nay không có khách. Hoặc là nó ngồi mà nó cứ nhớ trời, chắc phải đổi tiệm đâu mà khách Mỹ đen không, là thiết không bao nhiêu, có tiền thiết yếu quá mà nó cứ ngồi nó cứ nhớ ba cái vụ Mỹ trắng Mỹ đen, tiền tiếp nhiều tiếp ít là chết bà rồi mà, hiểu không? Có nghĩa là nó tìm đủ cách để nó bất thiện mà la nó thì nó giận, nó nói tôi không làm đeo tiền đâu mà nuôi mấy người hành thiền. Nghĩa là nó nghiệt, nó bất thiện đủ cách, cho nên cái đầu nó rất là nặng. Trong khi cái người thiện họ nghe đến đâu biết đến đó. Thậm chí chị này có thiệt, có những người đó họ chỉ cần nghe nói là bớt đường nha, đường cao đó, tiểu đường nha, họ nghe im lặng, họ về họ làm đúng. Có người kia cãi, sao bớt được, tôi du lý cơm trắng làm gì có đường, nói vậy cãi luôn mà, cơm trắng làm gì có đường, rồi đang gạo lứt lứt ăn sẩm có ăn lắm, rồi tiếp tục về chơi tiếp cái gạo trắng, mà không biết gạo trắng là thầy của đường, có biết đâu. Mình không có biết, mình cứ tưởng là đường là gì, bánh kẹo mới có đường, sai, cái thằng cơm trắng là thầy ba cõi đó, đổi đường. Mà cái đầu mình cứ luôn luôn tìm cách là chống. Ví dụ như mình kêu mình ngưng đủ nước đường thì mình bỏ, mình dễ hiểu, còn cứ bỏ cơm trắng là mình không chịu. Mà mình không có biết rằng đó là cái đó là thầy như đường. Cho nên đó là tại sao mà mình phải học về thiền Na Duyên, là bởi vì mình thấy
tâm tứ hỷ lạc định. Cái tâm mà nó ở cõi dục là nó phải, khi nó muốn suy nghĩ cái chuyện gì nó phải xài rất là nhiều cái công cụ, là tâm nè, tứ nè, hỷ nè, lạc nè, định nè, ưu là xả. Cho nên có hai cách nói, một là mình nói cái tâm đó tâm cõi dục, hoặc mình nói cái tâm đó tâm còn nhiều phiền não, hoặc là cái tâm đó là tâm biết cảnh thô. Thì mình thay vì mình nói nặng vậy, mình chỉ nói nhẹ thôi, cái tâm đó có đủ bảy chi thiền là đủ rồi, có hiểu không? Đó là một cách nói rất là nhẹ để hiểu ngầm. Bởi vì chỉ có nhà nghèo mới có biết xài những món đồ đó. Thay vì mình nói người ta nghèo, mình chỉ cần nói ồ, mấy người này đồ của nhóm đó là biết rồi. Tại vì nên nhớ, người nhà giàu họ không có cơ hội để họ đụng tới một số đồ của người nghèo, biết không? Thí dụ như tôi biết có một vài người Phật tử mà chắc các vị không tin, đó là họ rất là ngại phải tiếp xúc với tiền cash, các vị biết không? Họ gớm á. Tại tôi không biết sẽ có bao nhiêu người nghe cái băng này nha. Tôi chỉ nói bên Cali tôi có biết một người là họ xài tiền cash, xài rất là lạ. Tức là khi họ cần xài số tiền lớn mà tiền cash là họ ra họ rút. Họ rút họ xài cho xong vậy đó thôi. Chứ họ không có cả cặp cọc mà giấu người nữa, không có. Dễ sợ, tiền mà mình quý muốn chết luôn mà họ gớm. Nghĩa là đi đâu mà giữ một cọc cho người, một là họ sợ cướp đã đành rồi, mà họ không thấy không thoải mái, họ ghê lắm. Họ cần số tiền lớn trả cho thầy thợ là họ ra họ rút đủ số tiền rồi, giờ họ đưa rồi xong. Còn cái nào mà giải quyết được bằng check là họ giải quyết. Họ ngán cái chuyện mà phải giữ đi đâu mà trong túi mà kè tiền gớm lắm. Thì tờ 100 thì tôi không gớm, chứ tờ mà 5 đồng 10 đồng tôi gớm lắm. Thì mình gớm cái số nhỏ đó, cái số càng nhỏ di trùng càng nhiều. Số càng nhỏ thì di trùng càng nhiều. Hiểu không? Cho nên là cái các vị sẽ hỏi, nếu mà các vị ở đây có người nào bén sẽ hỏi ngược cho tôi, hỏi sư ơi, Đức Phật ngài là người cõi dục phải không? Phải. Như vậy thì tâm Đức Phật thường xuyên là có tầm tứ hỷ lạc định phải không? Phải. Như vậy Đức Phật giống mình phải không? Không. Bởi vì ngài là một vị tiến sĩ nông nghiệp, do có việc mà ngài mới bước xuống ruộng. Ngài hiểu không? Có hiểu đó không? Chúng ta thấy ngài bước xuống ruộng, chúng ta bèn nói ổng giống tôi. Mà tôi thì tôi không biết chữ, má tôi đẻ ra dưới ruộng. Rồi tôi đang đi chăn trâu, cái tôi gặp có thằng ông săn quần lội xuống ruộng, nó rồi chả giống mình, xe bé. Chả là giáo sư, là professor ở đại học Yale, Stanford. Chả về là ổng nghiên cứu cái dân quê của tôi, ổng giúp cho dân quê tôi làm ruộng thông minh hơn, làm ra nhiều lúa hơn, lúa ngon hơn. Và thậm chí còn đang nghĩ đến cái chuyện mai này nông dân tôi không có xuống sình nữa, mà ông sẽ đưa máy móc về à, những cái loại giống, loại phân nào, những phương tiện công nghệ nào đó để giúp cho dân tôi, mà tôi không biết. Tôi thấy ông bước xuống ruộng là tôi cho ông giống tôi. Chư Phật có mặt ở cõi dục không phải là vì chư Phật có phiền não nhiều, mà bởi vì nếu chư Phật không xuống đây á thì mình giờ ngồi ở đâu, kẹt vậy đó. Cho nên là trong tam giới dục sắc vô sắc, chỉ có cõi dục là nơi tốt nhất, bởi vì từ đây Đức Phật có thể độ khắp nơi. Nhưng nếu chư Phật là cái người sanh ra ở các cõi trên thì kẹt cứng, chỉ nhẹ nhàng thôi. Chư Phật còn sanh lên cõi trên làm gì có chuyện đi bát. Mà các vị biết một cái lần đi bát của Đức Phật là đủ để mà làm thay đổi diện mạo của thế giới cho ngày sau, các biết không? Một cái buổi sáng ngày đi bát á, là chỉ cần 100 người để bát thôi, mỗi người là một muỗng cơm, một người là một cái trái ấu, một người là một củ qua, một người là nửa trái chuối. Các vị có biết một buổi sáng như vậy đó là đủ để ngày làm ra nguyên một cái Wall Street ở bên cái gì đó, New York phải không? Gớm như vậy. Tức là một buổi sáng là ngày đã tạo ra là ông Trump nè, ông Bill Gates nè, Steve Jobs nè, và kể cả ông sếp của IKEA và bao nhiêu ông khác trên thế giới này, một buổi sáng thôi mà trong đời ngài có biết bao nhiêu lần buổi sáng như vậy. Cho nên nếu mà ngài mà sanh ở các cõi trên thì không có cái cơ hội đó cho chúng sinh nha. Nhiều lắm, còn tới 1001 lý do đó, tôi chỉ kể một ít thôi. Cho nên
người ở cõi thấp thì cái tâm họ nó mới có nhiều những cái yếu tố tâm lý. Cho nên tại sao thiền mà nhắc đến bảy chi thiền, bảy đây là bao gồm luôn cả thiện và ác nói chung, là bởi vì cái tâm nào mà có đủ chi thì đủ các chi thiền á, nếu mà bên pháp thiện á, thì đó chính là thiền thấp, còn không nữa nó là bên pháp bất thiện á, thì nó mới có đủ mấy cái chi thiền. Nghe kịp không? Một là tâm nào có đủ các chi thiền, một đó là tâm thiền thấp, hai có thể đó là tâm bất thiện. Bây giờ tôi định nghĩa tâm là gì? Có một lần đó tôi ngồi ở nhà ga Thị Sĩ, tôi nghiệm ra một chuyện rất là thú vị. Có những người họ ngồi ở nhà ga, họ theo dõi chuyến tàu của họ đó bằng lỗ tai, có không? Dạ có. Có nghĩa là nghe thông báo. Ở cái bên dùng Pháp thì nó dùng tiếng vo vo là kích no tiếng Pháp. Không. Tức là nó có nhiều tiếng sao lửa. Thì cái giống như cái chữ len cái tiếng Mỹ vậy đó. Thì cái vo số 5 là đi Geneva, vo số 6 là đi Zurich. Ví dụ như vậy. À, còn bên vùng Đức thì nó kêu là Kleist, cũng ý nghĩa là cái vo đó đó. Thì tùy hễ mà mình biết tiếng Đức thì mình bên vùng Đức thì nó thông báo bằng tiếng Đức, bên vùng Ý nó bằng tiếng Ý, mà bên vùng Pháp thì nó thông báo bằng tiếng Pháp. Nhưng mà nhiều khi mình có thể mình nhắm mắt nữa rồi thì mình cứ nghe nó thông báo chắc chắn. 17:15 vo số 5 đi Geneva. Ồ sắc dở. Như vậy thì họ canh chiến đào của họ bằng lỗ tai. Nhưng mà có người họ canh chiến đạo họ bằng mắt, đúng không? Dạ đúng. Là họ cứ liên tục họ nhìn bản thông báo, cái screen á. Nhưng mà nó có một trường hợp đặc biệt nữa, đó là mấy người mù. Họ canh bằng lỗ tai nhưng mà họ phải xài xúc giác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ chỗ họ ngồi mà họ muốn lên xe lửa đó, thì nó có mấy cái đường, nó có mấy cái đường ngắn, mấy cái đường ngắn còn chấm chấm, để cho cái chân họ nó chạm đó, họ biết là cái chỗ nào dừng, biết đó hả? Chắc đây không đi xe lửa chứ biết đó. Bên châu Âu những cái chỗ công cộng á là nó hay kê cả trong thang máy, nó cũng có mấy cái nó là như vậy đi. Mình thấy cũng là để đi đường đó, nhưng mà có người họ xài lỗ tai, có người xài mắt, có người thì xài cái touching phải không? Cái xúc giác á. Thì ở đây cũng vậy. Tâm tức là gì? Tâm á là cái trạng thái hướng tâm đến đối tượng. Thì trong Ngài Tỳ Đàm giải thích cái tâm còn thô á, tâm còn thấp á, thì khi mà suy tư nhận thức vấn đề mới cần đến cái khía cạnh này. Này bắt đầu tôi giảng là nhức đầu rồi đó. Còn mà cái tâm mà nó lên cao một chút thì nó nhận biết vấn đề không có phải thông qua cái sự mà rà mò mò nữa. Nếu mà ở đây mà điều dõi Phật Pháp hết, khi nghe tôi giảng cái gì là nói tới đâu nghe tới đó. Còn cái, nếu mà có chị lần đầu tiên nghe hoặc là Phật Pháp mà học chưa giỏi lắm, nghe tôi nói cái gì cái bắt đầu hơi có cái rà soát là hiểu không? Thì cái rà soát là gọi là tâm. Bây giờ hiểu chưa? Còn cái gì mình rành đó mình nghe biết. Thí dụ như có lần nữa có ông hoàng tử đó, hoàng tử con của A Xà Thế, ông hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe nói Thế Tôn là vị toàn giác, cái gì ngài cũng biết. Như vậy khi người ta hỏi ngài chuyện gì, ngài có phải suy nghĩ không? Thì Đức Phật ngài mới hỏi ngược lại, ngài mới chỉ chiếc xe, ngài hỏi: Hoàng tử có biết hết tất cả những cái món phụ tùng ở trong chiếc xe này không? Chiếc xe ngựa đó nó cũng đơn giản lắm, nó đâu giống chiếc xe hơi. Thì quan tướng nó dạ con có học. Thì cái nào là cái yên, cái kế, là đùm, câm, là vành, là niền, là nóc, là thùng của chiếc xe ngựa, cái gì con cũng biết. Thì Đức Phật hỏi: nếu mà quan tử rành đó, như vậy khi người ta hỏi cái đó là cái gì, quan tử có phải suy nghĩ không? Nó dạ không. Người ta chỉ con cái đó, cái gì nó đó là cái câm xe, đó là đùm, là niền, là trục, con trả lời cái rẹt, con không có suy nghĩ. Thì Đức Phật nói đối với vị chánh đẳng giác: không gì ngài không biết,
Cho nên khi có người hỏi đó, thì Ngài không cần phải suy nghĩ. Ngài chỉ nhìn vào cái căn duyên của người nghe mà Ngài chọn cái cách nói nào thích hợp cho họ thôi. Giống như một người nhà giàu mà người ta tới, người ta xin mình đồ đó. Vì mình cái gì mình cũng có, cho nên lúc mình chỉ ý còn cái nào thích hợp với họ thì mình lấy cái đó mình cho. Ví dụ như một bà cụ mà lùm cụm tới, bà nói đói quá thì Ngài sẽ thò tay lấy cái gì mềm mềm ấy, mẹ biết bấm có răng. Hiểu không? Một cái thằng lực lưỡng tới mà nó đói quá thì Ngài lấy cái gì đó cho nó ăn cũng được, bởi vì mình biết nó có răng. Ví dụ vậy. Thì một cái gì khi cái tâm thức mà nó còn ở trạng thái thấp kém, còn ở trạng thái thô thiển, thì khi mà mình muốn suy nghĩ cái gì đó, mình phải trải qua rất là nhiều diễn biến tâm lý, rất nhiều thành tố tâm lý, hiểu không? Để mình có thể nhận ra vấn đề. Còn hãy trong trường hợp nào mà mình đã quá thông thuộc rồi đó, thì mình không có cần đến quá nhiều cái yếu tố tâm lý như vậy. Thì những yếu tố tâm lý nó được gọi là các tâm sở như vậy thôi. Nói mà các vị thấy hành thiền là cái người hành giả mà trí nhiều hoặc là niệm vững, căn duyên nhiều đó. Họ đi họ đánh răng rồi họ ăn uống rửa mặt xong xuôi là nghe cái beng cái là lên, bắt vô cái là họ ngồi được liền. Còn cái người mà yếu là xuống đây rồi ngồi cho nó bị dướng kỹ thuật áp. Sửa vô ngồi vậy chứ con mắt không được ngồi, nó hơi đỡ người ta kiếm rồi coi cái ai ngồi xấu không. Hiểu không? Vô nó không chịu vô liền. Rồi sửa cổ. Mà lúc làm là toàn hoàn toàn thất niệm. Rồi cái bắt đầu bẻ ngón tay. Nhịp giờ coi thiền sư có thấy mình không. Rồi bắt đầu cái mùng sập xuống nó chưa ngay sẽ sửa lại sợi mũi vô. Tức là ảnh đầy ba là phải khoảng 5 phút ảnh bắt đầu nó vô được. Hiểu không? Anh này chắc không có đi hành thiện biết đó. Tức là nó kiếm đủ thứ chuyện nó đầy ba lâu lắm. Còn cái thứ mà nó nhuyễn nhừ rồi đó, là nó vô nó cầm cái đồ ngồi nó đi thẳng là cái chỗ nó để kịch xuống là nó xếp chân là cả vũ trụ chết sạch cái biết của mình đó à. Mình làm lẹ nó bắt vào nó đi vô liền, bắt vô liền. Mới ngồi tới hồi mà nghe cái beng đó thiền sư cái là mình nghe chung quanh là lao sao có người thì bẻ tay bẻ chân, có người kia họ rất là lặng lẽ, bởi vì lúc họ đang theo dõi nghe biết là nghe, muốn mở bung giò là biết, muốn bung giò biết hết. Lúc là thay mình kia lao sao là giống như là khi mà cái đám tiếp viên mà nó rồi ra máy bay được là mình nghe lóc cốc đúng không, nó tháo beo quá. Như đó với hành giả họ không có lẹ như vậy. Từ, bây giờ biết bây giờ có chen ra ngoài được đâu, ra máy bay được đâu. Nghe kia không, cho nên là cứ từ đâu có phần kia mấy người kia lăn răng tưởng sao đứng chờ nữa. Còn dân nhà nghe nó không có cày, bởi nó ngồi nó nhẩm, nó đang ngồi ở khúc nào của máy bay bay, nếu mà nó ngồi ở hàng đầu thì chuẩn bị liền là nó dọn. Còn nó thấy nó ngồi ở phía sau qua cổ cái cắm qua nửa thân rồi đó là nó không thèm. Cái cha mày muốn đi đâu mày đi. Rồi nó tỉnh mơ. Và có nhiều tên giờ nó còn chat chơi game qua alo nó vì nó biết còn lâu lắm mới tới đó. Thì cái người mà họ nhuyễn nhừ á, họ sống rất là thanh thản là bởi vì tất cả nó nằm ở trong cái quỹ đạo hết, cho nên họ không cần phải xài đến quá nhiều chuẩn bị và cố gắng nghe kịp không. Cho nên khi mà chúng ta phải sống mà đời sống tâm lý mình phải cụ bị quá nhiều cái điều kiện đó, thì chúng ta đã phải tiêu hủy rất nhiều năng lượng, tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Đó là lý do tại sao các chi thiền được gọi là thiền duyên. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu hơn. Tức là thay vì người ta gọi rất là gọn, nhưng là ta chỉ bắt gì vô thôi. Còn cái này là muốn nghĩ tới cái gì đó, là ví dụ như là một hơi thở. Cái vị mà họ đã đắc từ đắc nhị thiền đó là họ bỏ tầm, họ chỉ còn tứ thôi. Ghim tâm thẳng vô cảnh, vừa ngồi rất là tâm ghim tới cảnh, chứ không có phải đi rà đi kiếm cái nào ra ta, cái nào vô ta, ra dài vô dài, vì nó không cần, chỉ cần ghim ngay biết ngay chốc đó là tứ. Nhưng mà tam thiền nó lên là bỏ tứ, chỉ còn hỷ lạc định. Mà tam thiền là còn lại hỷ định, nhưng mà lên tới tứ thiền là bỏ hỷ bỏ lạc. Tôi đang nói tứ thiền, đang nói bên thiền kinh tạng á.
Mà cái này mới đặc biệt. Ở đâu có hỷ thì ở đó không có ưu. À, xin lỗi, ở đâu có hỷ thì cái mặt trái của hỷ sẽ là ưu. Và ở đâu có lạc thì cái mặt trái của nó là khổ. Cho nên hễ cái tâm nào mà còn có khả năng hỷ thì tâm nó có khả năng ưu. Tâm nào còn có, cái người nào còn có khả năng lạc là người đó có khả năng khổ. Mà lên cái bậc thiền cao cấp đó thì sao? Họ không còn có khả năng hỷ, họ không còn có khả năng mà mắt lạnh rợn da gà da đã rồi đó. Họ không còn. Khi họ không còn có khả năng đó đó thì họ cũng không còn có khả năng mà bực mình tâm sân nữa. Cái đây là điểm, đây là điểm tinh hoa của đạo Phật nằm ở chỗ này. Tôi nhắc lại lần nữa, kẻ nào mà còn có cái để thích thì tôi thề đọc rằng kẻ đó còn có cái để ghét. Và hãy còn giây phút nào mà mình còn có cái để mình mỉm cười là có nghĩa mình hoàn toàn có cơ hội chảy nước mắt. Trong ngay từ đạo Phật dạy rất rõ. Tại sao các con phải hành thiền là bởi vì khi nào mà các con không còn chìm trong năm dục nữa thì các con sẽ từng bước làm cho cái tâm của các con nó mỏng lét đi. Nó mỏng bằng cách nào? Hồi các con còn sống trong năm dục là các con còn hỉ nộ ái ố buồn thương thích ghét sợ bất mãn theo đuổi và trốn chạy. Nghe mệt, tôi kể luôn nghe mệt. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì các con, khi các con không còn hỉ thì các con không có khả năng ưu nữa. Ưu tức là buồn, lo, giận, hờn. Mà khi các con không còn lạc nữa thì các con không còn khả năng khổ nữa. Lúc đó các con chỉ còn định và sợ. Và theo trong tâm lý học, họ tâm lý học hiện đại đó, họ nhìn nhận cái này. Cái khoảng cách giữa thương qua ghét nó gần hơn là không thương không ghét. Có hiểu không? Từ thích mà nó qua ghét đó, rất gần. Từ vui qua buồn rất gần, nhưng mà cái thứ không buồn không vui đó, thì nó không ráo với ai được hết đó. Cho nên cái thiền mà cao là nó còn lại xả thôi, là bởi vì sao? Là vì nó không còn mặn mà với cái gì nữa hết. Lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Nó hạnh phúc không phải ở cái tầng thấp á. Hạnh phúc của tầng thấp á, nó có hai. Một là có được cái mình thích, hoặc là né được cái mình ghét. Nghe kịp không? Mà nếu cái này chỗ này phải nói thiệt chậm. Hạnh phúc cấp thấp đến từ hai nguồn. Một là có được cái mình thích, hoặc là né được cái mình ghét. Cho nên nếu né không được cái mình ghét thì khổ, không được có được cái mình thích thì khổ. Còn cái tầng lên trên nữa đó, họ hạnh phúc không phải là vì có được cái mình thích hay là né được cái mình ghét, mà họ hạnh phúc là bởi vì họ không còn có cái để thích và ghét. Có hiểu được cái hai cái này không? Cái này nó sâu vô cùng và vô cùng cái sâu vô này. Ủa thì cái hạnh phúc cấp thấp á là nó có được từ cái chuyện anh né được điều anh ghét và anh có được điều anh thích. Mà hãy anh còn lệ thuộc vào thích ghét thì tôi hứa với anh cơ hội khổ trùng điệp. Bởi vì sao? Vì có bao nhiêu lần anh né mà thành công, và có bao nhiêu lần anh kiếm được cái anh thích mà thành công. Anh phải đạt đến cái mức không có gì để né và không có gì để kiếm thì anh mới thật sự là hạnh phúc. Cái đạo Phật nó hơi nhức đầu mấy cái chỗ này. Chứ còn mà đi hứa hẹn, con ráng làm phước đi con, cái sao con sanh ra đẹp trai, con nhà học giỏi, nghe thì phê thiệt, nhưng mà con nên nhớ rằng á, đâu phải hồng nhan nào cũng bạc triệu, có hồng nhan bạc phận nữa. Cho nên con đẹp chưa chắc là con sướng đâu con. Rồi con học giỏi có chắc là con sướng không? Chưa chắc đâu con. Con có 8 cái bằng bác sĩ, chưa chắc đâu. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng ở đâu còn có một chút dấu vết của hiện hữu thì ở đó còn có cơ hội cho tan nát và đổ vỡ. Nghe kể không? Dầu đó là sự hiện hữu của một cái cây cổ thụ hay là sự hiện hữu của một cọng cỏ. Cây cổ thụ rồi sẽ có lúc già cỗi và gãy đổ, cọng cỏ rồi phải có lúc héo úa và mục nát. Cho nên Ngài nói rằng dầu đó là sự có mặt của một vị Phạm Thiên, của một vị Đại Đế Chuyển Lưng Vương, thậm chí đó là sự có mặt của một vị Chánh Đẳng Chánh Giác, hễ còn có mặt thì chắc chắn phải có lúc vắng mặt. Chưa kể Phạm Phu còn thêm đợt thứ ba là mất mặt.
Hễ có mặt là phải có vắng mặt, mà trước khi vắng mặt nó bị mất mặt. Mất mặt. Trong khi đó nó là ngài nói rằng, này Xá Lợi Phất, ta nói rằng giống như phân người, dầu một đống lớn hay là một miếng nhỏ xíu cũng đều đáng chán, đáng gớm. Ta nói rằng một sự có mặt trong cuộc đời này, dầu là sự có mặt ầm ĩ rình rang của một vị Phạm Thiên, một vị Diễn Lương Vương, hay là sự có mặt âm thầm lặng lẽ và bé mọn vô danh của con sâu cái kiến, tất cả đều là đáng chán hết. Kịp không? Tại vì hễ nó có mặt bắt đầu nó có vấn đề. Hễ nó có mặt là nó có vấn đề, nó có vấn đề, mỗi người có một cái kiểu vấn đề khác nhau. Mỗi người có một cái kiểu vấn đề khác nhau. Thí dụ như mình giàu thì mình sẽ chết kiểu giàu, mình nghèo mình chết kiểu nghèo, mình giàu mình bệnh kiểu giàu. Bệnh kiểu giàu là sao? Là thuốc hơi nhiều, bác sĩ hơi đông một chút. Bởi cho nên ông Alexander Great, tức ông Alexander, ông đánh Ấn Độ xong ông về Babylon, ông chết. Trước khi chết ông để ông trói lại cái hòm của chậm, phải khoét hai cái lỗ để đưa hai cái tay ra ngoài. Cái người khiêng xác của chậm phải là mấy anh cha thầy thuốc. Và thứ ba đó là bao nhiêu vàng bạc không bỏ vô hòm mà lại rải xung quanh mộ. Thứ nhất, tại sao mà cái hòm nó khoét hai cái lỗ đưa để cho người ta thấy rằng chậm đến cái cuộc đời này tay trắng và ra đi cũng tay trắng. Nằm trong hòm đưa hai cái tay ra vậy nè. Phải cho người ta thấy. Thứ hai, cái người mà khiêng hòm cho chậm phải là mấy ông thầy thuốc. Để cho cuộc đời thấy rằng thầy giỏi cỡ nào cuối cùng cũng khiêng bệnh nhân đi chôn mà. Có hiểu không? Và cái thứ ba, bao nhiêu mấy ông vua khác trên đời này là vàng bạc bỏ vô hòm, trọng thì không, đi rải xung quanh để cho người ta thấy rằng tất cả tài sản của thế gian chỉ đem ra được tới mộ thôi, không thể đi xa hơn được. Nghe kịp chưa? Cho nên hòm phải khoét hai cái lỗ để đưa hai cái tay ra ngoài, empty palm. Thứ hai, người khiên xác phải là thầy thuốc, tức là bác sĩ giỏi cỡ nào cuối cùng bệnh nhân cũng đài. Và cái thứ ba, tất cả châu báu vàng bạc chỉ đưa ra, chỉ đi theo mình xa lắm là tới mộ thôi. Người Việt Nam nói riêng và người châu Á trong nước nói chung không có cơ hội để thấy được những cái nghĩa trang mà tuyệt đẹp của Âu Mỹ, nghĩa trang của Thụy Sĩ, nghĩa trang của Pháp, nghĩa trang của Đức là đẹp lộng lẫy. Của Pháp thì nó có những, ở Paris nó có những cái khu nghĩa trang mà mỗi một cái nấm mồ là một tác phẩm nghệ thuật. Mà tại sao tự nhiên tôi đang quẹo qua cái đó? Tôi chỉ muốn cho quý vị thấy rằng nghĩa trang nó đẹp đến mấy, nó càng đẹp nó là một sự mỉa mai càng lớn. Bởi vì đẹp cho ai nhìn? Cho mấy thằng sống nhìn. Trời ơi, ở Thanh Viên gần Zurich nó có cái khu nghĩa trang mà tôi nói tôi mê không có tưởng tượng được. Tôi ngồi mà tôi quên gió lạnh và tôi quên sợ ma luôn. Tức là nguyên một cái khối đá lớn nó tạo cái hình một thiên thần đẹp lắm, vén mây bước xuống, mà nó là nguyên khối đá. Rồi có một thiên thần ngồi tréo chân cầm cuốn thánh kinh đọc, mà đẹp lộng lẫy. Và có nguyên một người con gái thiệt là đẹp nằm ôm cái nấm mồ, tiếc thương cái người nằm dưới. Mà nàng đẹp từ chân tơ kẻ tóc đẹp lắm, mà tất cả những cái đó không hề cho kẻ nằm bên dưới, mà cho cái thằng sống này nó ngồi nó coi. Có nghĩa là bao nhiêu mà quý vị biết, mỗi nấm mồ tiền là tiền, tiền công của bên đây nó mắc kinh hoàng lắm. Thì bao nhiêu cái hay cái đẹp của thế giới nó đều dừng lại ở mình nấm mồ hết đấy. Nghe kịp chưa? Cho nên tôi mới quay trở lại là ở đâu có nước mắt thì chắc chắn nụ cười lẫn quanh đây, ở đây đấy, mà nụ cười ở đâu thì nước mắt lanh quanh đâu đấy. Và chính vì rối rắm như vậy cho nên khi mà mình tu tập cái tâm nó càng cao chừng nào thì cái thành tố tâm lý nó càng đơn giản đi, để cho mình bớt khổ chứ gì hết. Quý vị học A Di Đà cũng thấy chúng sanh cõi dục mà sống nhiều bằng tâm bất thiện thì tâm sở họ cũng nhiều, chúng sanh cõi dục mà bất thiện ít thì tâm sở nó ít, chúng sanh mà lên tới cõi sắc giới thì tâm sở ít hơn nữa. Bởi vì chẳng hạn như mình lên cõi phạm thiên mình không còn dục ái và sân đó, rồi lên tới cõi vô sắc á, thì coi như mấy cái chi thiền là coi như mất sạch tình sanh đó. Và cái tâm của các cái vị mà thiền vô sắc nó cũng, cái số lượng tâm sở cũng ít hơn mấy vị mà ở dưới nữa.
càng lên cao càng ít dần. Cho nên đó là tầm tứ hỷ lạc định ưu và xả đó, nói gọn lại nó là những thành tố tâm lý để cấu tạo nên tâm thức của chúng sanh. Mà tâm thức càng lên cao càng vi tế thì chi thiền càng ít dần, hay kể không? Và những cái này nó được gọi là chi thiền là vì sao? Là bởi vì chi thiền càng nhiều thì cho biết rằng cái tâm nó càng thô, mà hễ nó càng thô thì nó càng đốt cháy nhiều thứ. Thí dụ như có đủ năm chi thiền thì nó đốt cháy năm cái triền cái, hay kể không? Nhưng mà bên cạnh đó, nếu mà cái hỷ cái lạc mà nằm trong tâm tham thì nó lại đốt cháy các thiện pháp. Hồi đó giờ mình nghe nói là lửa là đốt cháy, mình cứ tưởng là tâm sân, nhưng mà trong Phật pháp được nói không, tất cả các tâm đều có tác dụng của ngọn lửa. Tâm thiện có tác dụng đốt tâm ác, tâm ác có tác dụng đốt tâm thiện. Tâm tham nó đốt chúng sanh theo kiểu khác, mà tâm sân nó đốt chúng sanh theo kiểu khác. Còn tâm si luôn luôn ở đâu có tham sân là chả nấp đứng trở lên, đốt nó đi xui. Cha nó xui. Tâm si là luôn luôn nấp làm sao đốt đi. Em đốt được lắm. Cho nên Việt Nam mình có một câu: không giận kẻ đốt nhà mà giận thằng hút gió, biết không? Có biết cái đó không? Là cái thằng tâm si là cái thằng thầy ba tuổi, ví dụ mà suối dạ. Cho nên á, mà cái này nó có cái này nó sâu dữ lắm. Si nó có hai cấp. Cấp 1 suối người ta làm bậy. Si cấp 2, si cấp cao suối ta làm thiện. Bây giờ hiểu chưa? Chính cái thằng si cấp 1 á, si thấp á, là nó buồn á, đi nhậu buồn hả, đánh bài buồn hả, đi kiếm đàn bà, yeah, đi câu cá, đi săn bắn, đi lừa đảo, lật lọng, chôm chĩa, cướp nhà băng. Đấy, là thằng si tào lao, si rẻ tiền. Còn mà thằng si xịn á, thiền đi, bố thí đi, định muốn về trở nên phê lắm. Nhưng mà đó, chỉ có cái trí tuệ ở trong quý bát sa na niệm xứ Phật đã cầu. Một thằng nó suối con đi ăn trộm nó vô tù, còn thằng thì nó suối con đi dây gái bị người quýnh mù mỏ rồi cái nào không những cái đấy đâu, nghe hiểu không? Đấy, rồi thứ hai cái này mới sâu nè. Tôi biết tôi nói cái này ai mà nghe ghi âm lại chỗ này họ rất là khó chịu, nhưng đó là sự thật. Các vị còn nhớ cái tội nguyên tội tổ tông của bên Thiên Chúa giáo không? Buổi đầu á là Adam với Eve là không có biết phân biệt nam nữ. Nhưng mà cái con rắn trí khôn, cái con rắn là con rắn, cái tên là tên là con rắn trí khôn, nó trên cây táo vừa địa đàng á nhớ. Dạ, đúng. Nó mới xúi hai người này, nó nói tại táo ngon lắm, cạp miếng đi, sẵn mốt người ta làm logo cho Apple luôn. Thì coi như là khi mà hai người lỡ dại cạp một phát xong rồi đó là bùm, nàng thấy chàng không giống mình và chàng thấy nàng không giống mình. Khi mà thấy đối phương không giống mình là bèn bắt đầu vân vê tà áo. Có hiểu không? Không hiểu. Hiểu. Rồi cái lắc đầu kìa. Lúc đó không có áo để mà vân vê. Chứ mày hiểu chưa? Thì á, cái vô minh trong đạo mình nó có một điểm rất là sâu chỗ này. Tại sao con rắn nó xúi dại người ta mà nó lại mang tên là trí khôn? Bởi vì trước đây không có nó, người ta không có biết được nam nữ, không biết thế nào là tình yêu, thế nào là bla 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 bla. Nhưng mà vì có nó người ta mới biết phân biệt. Nhưng mà khổ thay, nó chỉ biết xuôi tới đó, biết xuôi tới cái mức đó, nó không thể, nó không có dạy người ta hơn cái gì nữa hết. Đấy. Thì ở trong giáo lý duyên khởi Đức Phật ngài dạy là vô minh có hai cấp. Vô minh cấp 1 là suối người ta tạo ra ác hành. Vô minh cấp 2 là suối người ta tạo ra thiện hành. Thì trong A Tỳ Đàm truyền thống thì nói là hành có 3, nhưng mà gom gọn chỉ có 2 thôi. Hành có 3 tức là chia ra thiện hành, đó là thiện hành của dục và thiện hành của thiền. Nhưng mà gom chung lại thì hành ở trong vô minh, trong duyên khởi chỉ có 2 là ác hành và thiện hành.
thì do vô minh trong bốn đế, không biết rằng là tái sanh ở đâu cũng là khổ, gián tiếp hoặc trực tiếp mà thôi. Chính vì không biết cái đó cho nên cái kẻ bất thiện thì cứ vùi đầu sống ác, còn kẻ thiện thì đam mê trong cái thiện. Cho nên kẻ sống ác thì chết rồi đi xuống, còn kẻ đam mê trong cái thiện chết rồi đi lên. Nhưng mà nó xui chỗ là nó sống hết tuổi thọ nên cũng trở về dưới đây nữa. Đấy, cho nên nên nhớ bảy chi thiện này có nghĩa là gì, là bảy cái thành tố tâm lý mà luôn luôn có mặt trong cái tiềm thức của chúng sanh, để cho cái thiện đốt cái ác và cái ác đốt cái thiện. Thôi thì học nôm na như vậy đi nha. Bảy chi thiện đó là bảy thành tố tâm lý mà qua đó, nếu mà bảy cái này nó đứng về phía thiện thì nó đốt cái ác, mà nếu nó đi chung với tâm ác thì nó đốt cái thiện. Cho nên bữa nay trong cái thiền duyên này mình học được một số vấn đề rất là quan trọng, mà giờ tôi quên, tôi cũng nhớ, nói cái gì. Nhưng mà nãy giờ tôi nói rất là nhiều cái chuyện, mà trong đó đặc biệt có một cái chuyện mà tôi muốn bà con lưu ý, đó là ở đâu có hỷ thì ở đó có khả năng yêu, ở đâu có lạc thì ở đó có khả năng khổ, ở đâu có ghét thì ở đó có khả năng thương, và thương nằm ở đâu thì ở đó có khả năng ghét. Đó chính là cái bề trái của thế giới. Ở đâu có thiện thì nó có ác, mà hãy có siêu thì còn đọa, có cười thì còn có khóc, có lên thì phải có xúc xuống. Mà tứ niệm xứ là dạy cho mình ra khỏi cái vụ mà lên xuống vào ra đó. Và tôi nhắc đi nhắc lại hoài, đó là những gì mà chúng ta thấy ngọt ngào là tại vì do tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý. Chứ vốn dĩ trên đời này không có gì mà ngọt như mình tưởng tượng đâu. Không có, cái vốn là không có. Do mình vô vô minh mình thấy, mình sanh lên là một con dầu, mình thấy đóng phân đó là hấp dẫn. Nó là một thế giới vàng son. Nói là nói cho bà con lậm luôn. Phân mà phân khô nó đỡ. Còn cái thứ phân một nắng nhìn nó gốm lắm. Nhưng mà phân mắc mưa thì nó còn ớn dữ nữa. Có biết phân một nắng không? Nó chỉ ráo cái mặt nó thôi, mà đạp lên thì vẫn phát huy công dụng. Còn cái phân mà nó qua một trận mưa, nó tẹt lét, tôi biết tôi đang nói mất vệ sinh, tôi phải nói vậy. Mà có những con lúc nhúc nó đang rất là enjoy trong cái đống lúc nhúc, mà mưa nó xuống là mình nhìn mình đã lậm rồi, tôi kể là tôi đã ớn rồi. Hoặc là khi mình đi trên đường gặp một cái đống mà mấy ông xỉn mà không mửa đó, vậy chứ có biết bao nhiêu con ruồi con lằn nó bu lên đó, đúng không? Thì các vị đừng có tưởng là mình sang Phạm Thiên, họ nhìn chứ họ thấy mình á cũng đang lúc nhúc ở trong đó. Mà nói ra thì giận cái chỗ nó chỉ thấy ghê hay mồ lắm, mà thiệt ghê thiệt. Thì do cái tiền nghiệp mà ta phải có mặt trong những cái môi trường đó. Tôi kể bà con nghe một chuyện nhỏ xíu thôi. Người ta mời tôi tới nhà Trái Tăng bên Việt Nam, nhà chặt chút xíu mà khói đốt bằng cái lò củi á, mù mịt, mà nghe bầm 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 sắc 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 sắc. Trên đây thì đốt nhang, rồi thỉnh mấy sư tụng kinh, rồi thuyết pháp, mà thuyết ai nghe xe chạy rần nít đá banh la hét đánh lộn, rồi khói bếp rồi sao nó luồn lên mà nít nó khóc, rồi dỗ nến nồi trương. Tôi nói tôi dòm cái cảnh đó, trời ơi, cái này mà tôi ở là được 24 giờ, tôi chữa. Nhưng mà trong khi họ hạnh phúc lắm nha. Lên cái khoe thằng tèo đó, xíu xin giá thằng tèo nó bị lớn rồi, bây giờ học giỏi lắm, còn cái trong tủ em mở em cho sư coi đó, cái cặp nến đó là của chị Tám ở bên Hòa Lan kìa, rồi đi về ăn Tết đem về đó, thơm lắm. Mà ổng khoe con, rồi khoe đồ nước ngoài, mà tôi ngồi tôi dồn, tôi ớn quá thì tôi không có tưởng tượng, mà tôi phải ở trong cái nhà nó 24 tiếng đồng hồ, hiểu không? Mà tôi vô tôi liếc sơ là tôi thấy rồi, thôi trạng trí tùm lum hết trơn rồi. Mà khối thì mù mịt nhảy mũi cát cơm vậy, chứ còn họ vẫn hạnh phúc như thường. Mà đó là cái nhà tương đối là có của đó, có 2-3 chiếc không đa dựng trước xanh đó nha. Còn có những cái nhà đó tôi đi học ở thì nghe đó, chỗ nhà của chị bạn đó, là chắc trưa mà tôi ngồi tôi ăn cơm, mái tôn cách đầu tôi khoảng hơn 1 mét, tôi đang ăn thì tôi nghe tục vậy đó. Hả? Không, một cái con chuột cống cỡ này vậy nè mà không có lông,
mà nó không còn kêu nữa, nó không còn kêu chít chít nữa, vì nó học ngoại ngữ rồi, nó sống lâu hơn nó cũng ngủ. Nó kêu. Mà con mèo giấc trưa nó đang nằm ngủ rồi nó thấy con nó ngang nó đứng vậy nó đi luôn. Con mèo á mà nó đang nằm mà nó thấy cái con ông thần đi ngang, không phải nó sợ mà nó mệt quá đi, đâu có làm gì được con đó nữa. Rồi nó đang nó nằm mèo nó nằm nó ngáp ngáp rồi nè. Có thấy không, nó đứng vậy nó đi. Mà tôi đang ăn rút cái giò lên, không có lông. Thì ghẻ lốm đốm, cẩn hột. Mà cỡ này nè. Mà cái, coi như nó trụi lũi rồi. Hiểu không? Mà làm sao không biết mà một lần, nhưng mà lần nó mới ghê là nó tôi đang ăn cơm thì chỉ rút giò lên mà lần này mới rung. Ở bên Bùi Đình Túy Gò Vấp á. Lúc tôi làm đi rồi. Nó giấc trưa nó nóng quá rồi tôi chịu không nổi, tôi mới lấy cái khăn tắm, tôi mới nhúng nước, tôi lao cái sàn, tôi chung với cái nền gạch tôi ngủ. Nó nóng quá nóng đi. Tôi đang nằm tiêu tiêu vậy là tôi nghe cục 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 nó nữa. Tôi dòm lấy một cái thằng dài sóc. Mà tôi nói tôi ớn quá ớn đi. Vậy nãy giờ tôi kể toàn là chuyện mất vệ sinh cho quý vị thấy, các quý vị thấy không? Mai là mình chỉ thấy nó bò ngang thôi, nên là mình đã da gà, da dịch nó lên rồi. Vậy đó mà có những cái chúng sanh nó sống chung với những con đó. Mình bên đây mà mình thấy con gián là mình nhảy tưng lên, là bên đó là gián là cá rổ luôn. Gián cá rổ. Cho nên là do cái duyên nghiệp mà chúng ta có mặt ở đâu thì khoái ở đó, và thấy thiên đường nằm ngay đó. Chứ nãy giờ tôi thấy quý vị thấy cái cảnh mà vợ chồng mà nheo nhóc đẻ con rồi nhà cửa trời mưa lầy lội tôi ớn quá. Nhưng mà chính vì do duyên nghiệp nó đẩy mình vô trong đó cho nên mình thấy thiên đường. Thiên đường. Nhà nghèo nó cũng có hạnh phúc của nhà nghèo. Nhà nghèo họ hạnh phúc là vì chiều nay có một bữa ăn rất là ngon. Đủ rồi. Nhà nghèo có những cái gia đình mà họ nghèo đến mức sáng làm là trưa ăn, và trưa làm là chiều ăn hết, họ không có để dành. Chỗ nào đụng diện bệnh hoạn hay gì đó thì hãy hay. Còn nhà giàu thì họ lại là hạnh phúc kiểu khác. Nhưng mà giàu hạnh phúc kiểu nào thì hạnh phúc ở đâu thì cái bề trái của hạnh phúc là đau khổ nha. Đó là mình học xong về thiền na duyên. Rồi tiếp theo là mình học về cái gì duyên? Hết duyên rồi hả? Hết bồ đồ đạo duyên hả? Rồi, chắc không? Dạ chắc là rồi. Đồ đạo duyên. Đồ đạo thiền na thì gọi cho dài cho sang là thiền na duyên, còn gọi tắt là thiền duyên. Vì sao? Vì thiền á hoặc là thiền na nó đều âm thôi, âm từ cái âm chứ không phải dịch, dịch là translation, còn âm là transliteration. Biết chữ đó không? Thì là thiền hay là thiền na là đều từ cái chữ chan á. Còn đồ đạo duyên hay là đạo duyên nó đều từ một cái chữ là chữ mắt gác. Bởi vì đồ là con đường mà đạo cũng là con đường. Các vị có nghe cái chữ tiền đồ không? Tiền đồ là cái đoạn đường phía trước. Có nghe hả? Đồ là con đường. Mà đồ đạo thì đạo cũng con đường, mà tại vì cái hai chữ là synonym ấy. Nhưng mình mà có vị thì bên bản Hán Tạng có nhiều hành dịch giả thích dùng cái hai chữ cho nó hơi dài dài với tên ngắn mà nghe nó không có sang. Rồi nếu mà tôi đã phân tích về thiền duyên như bà con thấy, có nghĩa là trong giây phút nào chúng ta cũng sống chung với các chi thiền, đúng không ta? Tầm tứ hỷ lạc nó luôn luôn có trong tâm mình, nhưng mà sở dĩ nó không được gọi là chi thiền là bởi vì khi nào nó nằm ở trong tâm bất thiện á thì mình không có gọi nó là chi thiền. Chỉ vậy thôi, chứ thật ra nó là khi nó nằm ở trong tâm thiện á, nó có cái công dụng là đối phó với năm triền, thì lúc mình gọi nó là chi thiền. Chứ thật ra tầm tứ hỷ lạc nó là nó luôn nó nằm hai bên. Ai học ở Thì Đàm thì biết, thấy không? Rồi bây giờ qua đạo. Đạo ở đây á, là không có phải là bắt chánh đạo không, mà nó gồm cả tà đạo. Có nghĩa là tà kiến cũng là đạo nha. Tà tư duy cũng là đạo. Tà kiến là gì? Hôm qua học rồi.
Tà kiến gồm có thường và đoạn. Thường có ba và đoạn có ba, còn nhớ không? Nhớ hả? Hay vậy. Thường kiến gồm có ba. Một là tin một cái tôi vĩnh cửu, hai là tin một cái đấng tối cao, ba là tin một cái cõi. Qua tính nói mà sợ bà này mới buồn. Tin có tây phương cực nhọc, ở cực lạc. Rồi á là đoạn kiến có ba. Một là vô hành kiến, cho rằng thiện ác không có, thích thì làm, thích thôi. Thứ hai là vô nhân, có nghĩa là mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có nhân duyên gì hết. Thứ ba là vô hữu kiến, có nghĩa là cái gì mà mình không chứng minh được thì cái đó không có nha. Cái gì mình không chứng minh được, cái gì nó ngoài cái tầm suy luận của mình thì cái đó không có. Đây là một cái nhận thức rất là nguy hiểm. Bởi vì hỏi trong cái não trạng của mình, nghĩa là làm sao mà mình có thể có ai kiếm ai kìa. Ai kiếm ai? Thì như vậy thì là đoạn kiến có ba, mà thường kiến cũng có ba. Hai cái này nói rộng là có tới 62, mà kể 62 là nó mênh mông bát ngát lắm, nhưng mà gom là có chỉ có 6 cái đó thôi nha. Gom là có 6 cái đó thôi. Thì chánh kiến lại gồm có hai. Một đó là cái trí tuệ về nghiệp lý, biết là nhân lành cho quả vui mà nhân ác cho quả khổ, đó gọi là chánh kiến về nghiệp lý. Chánh kiến thứ hai là chánh kiến về tâm tướng, là biết rõ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Thì hai cái trí tuệ này cộng lại gọi là chánh kiến. Người tu không có chánh kiến thì mấy cái chánh sao không có, nhớ nha. Không có hai cái chánh này thì mấy chánh khác không có. Hai chánh này quan trọng lắm. Chánh kiến. Hai cái chánh kiến. Tức là chánh kiến về nghiệp lý và chánh kiến về tâm tướng, nhớ nha. Mà còn chánh tư duy và tà tư duy là sao? Chánh tư duy có nghĩa là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Ly dục có nghĩa là sự nhàm chán trong năm dục, thấy năm dục là tội khổ, là vô ngã vô thường, đấy gọi là ly dục tư duy. Vô sân tư duy là không có bất mãn đối kháng bất cứ cái gì ở đời, không có ghét sợ bất mãn trong đời. Còn bất hại tư duy là không có cái ý tưởng tấn công đập phá hủy hoại người hay vật, thì gọi chung nó là bất hại tư duy, hiểu không? Mà ngược lại ba cái này thì gọi là tà tư duy. Tôi biết tôi giảng này quý vị nghe biết còn ra, nhưng mà ráng nghe. Quý vị thấy tôi giảng không cần cầm sách nha. Bởi vì tôi mê nó, hãy cái gì mình mê mình thuộc. Còn cứ gì cứ lâu lâu cứ nghe cái ngáp rách miệng rồi mai mốt về cái học nữa, nắm cách nào nó nhớ nữa đó. Như vậy thì chánh tư duy là gồm có ba, đó là chánh kiến học rồi phải không? Kiến có hai, mà nhờ hai cái đó cho nên mới không có sáu cái tài kiến. Có nhớ là sao sáu không? Thường ba, đoạn ba. Rồi, rồi tới chánh tư duy. Một là ly dục tư duy, có nghĩa là lòng nhàm chán các dục, thấy cái gì cũng là đồ giả. Lý do tại sao phải nhàm chán, ta giải thích rồi. Những gì ta thích đều là do ảo tưởng mà có. Vì duyên nghiệp quá khứ, vì khuynh hướng tâm lý mà ta thích cái này cái kia. Chứ thật ra thì không có gì đáng để cho ta thấy thích hết. Thì con dồi nó thích cái đống phân, con chó Việt Nam mình thích ăn đồ mỡ. Nhưng mà con người mình á, thì mình lại không có mê cái đó. Đó tôi nhớ tôi đi học trường Tàu ở Nguyễn Trãi, đường Lý Phong. Đêm vậy đó, rồi đi ngang cái góc đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi Đồng Khánh. Đêm nào vậy gặp một cái cô gái không có mặt gì hết, cô leo lên cái đống rác, có lục, có bưa đồ, có ăn.
mà đêm nào đi ngang không biết ban ngày bà ở đâu tôi không biết, mà cứ đêm đêm khoảng cái tầm giờ đó là đi ngang là thấy bà trụ lũi không có mặt, thấy bà lên ba bươi đóng rác bà ăn khùng á. Thì tại sao tôi đang giảng và ly dục, tôi kể chuyện cô đó là tôi muốn nói rồi, mình muốn ly dục chuyện đầu tiên ấy, là mình phải thấy rằng những cái gì mà mình thấy ngọt ngào thơm tho là do cái nghiệp nó đẩy mình vào cái bối cảnh đó rồi mình mới thích nó. Tại sao có những người họ rất là hạnh phúc với cái máy ấm gia đình dầu nó có ra sao đi nữa, nhưng có những người họ nghe nó tới lấy chồng lấy vợ là họ nổi da gà, cái biết cái đó không? Có người họ mê con nít, còn tôi thì tôi thấy nít dễ thương thì dòm dòm chứ còn kêu tôi thai tả tôi khóc liền á, gớm chết luôn. Mình lay quay mình không biết làm gì với cái tả đó đây, mà cái tả mới thì còn cầm được, còn cái tả cũ không biết cầm bằng mấy ngón mà cầm kiểu gì cho câu cho nó được, mà nó rớt ra một cái nó xúc sổ là còn chết nữa. Vậy mà nhiều người đó là mê cái chuyện mà lớn lên là có được một tấm chồng rồi có con rồi được chăm sóc con rồi được lo cho chồng, rồi thậm chí là Việt Nam có câu mà vợ hiền dâu thảo. Tôi biết một cô Phật tử Việt Nam thì có đi qua Chicago rồi, Chicago có nói với tôi, có nói trời ơi chị biết bốn cái chữ mà vợ hiền dâu thảo rồi chị biết không, nó đắt tiền lắm, tại vì muốn được khen mà vợ hiền với dâu thảo đó chị biết banh xác tiêu tùng cuộc đời mới được cái vợ hiền dâu thảo, mà dâu đâu tôi biết chứ làm dâu Huế nó còn tan xác nữa, mà Huế mà nhất là dâu dâu trưởng nó còn tan xác nữa. Cho nên là nghĩ tới đó mà là người ta ly dục, có nghĩa là có những cái mà thấy nó ngọt ngào nhưng mà người trong cuộc mới biết là nó tan thương cỡ nào. Như mới cái hồi đêm này tôi ngủ được cái tôi vô trong internet tôi coi một cái tin bài báo mà gỡ rối tơ lòng gì đó, bình thường tôi mới coi sao tự nhiên tối tôi coi, thì có cái cô cổ là vừa tốt nghiệp đại học Việt Nam mà cổ nói thẳng luôn là bạn bè ai cũng khen cổ là xinh, được trong một cái lần tiệc tùng bạn bè cổ quen với một anh Việt kiều Canada cực kỳ đẹp trai, tốt nghiệp đại học, thu nhập cao, ga lăng biết kiều kiều gái, hai người lấy nhau được có 2 tháng thì ảnh bay về Canada, và trước khi ảnh bay ảnh mới giao lại nguyên cái giang sơn nhà chồng cho cổ. Giang sơn ấy vừa một bà mẹ bị tâm thần loại nặng, là coi như cô này tự nhiên đang một người con gái nhan sắc có tiền bay nhảy tung tăng vì mê cái thằng Việt kiều đẹp trai, cái là mỗi ngày về làm u xin không công free không có lương, lo cho một cái bà quẩn quẩn ngồi cười khắc 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 rồi. Thì cổ mới đăng báo câu hỏi gì chứ trong hoàn cảnh đó em rất xấu hổ khi em đem chỉ ra em kể ở đây, nhưng mà em cứ hỏi lòng em vậy chứ ta là ai, tại sao ta phải có cuộc đời lạ lùng thế này, ta đang làm cánh chim giữa bầu trời lộng gió tự nhiên ta chung vô đây, ta lấy cái thằng đẹp trai ngon thiệt nhưng mà nó đi mất tiêu, cứ trong 2 tháng là nó nhấn nút mình tự nhiên ở trên trời rớt xuống nguyên một cái bà già khùng, là đút cơm cho bác ăn, là mỗi lần đút được chén cơm rồi gọi phone vào Canada báo hôm nay cách mạng thành công, bởi vì nàng ăn một muỗng phun 2 muỗng phun vô mặt cái đứa nào đút á, còn quần áo thích mặc thích xé, mà tự nhiên tôi đọc cái đó mà tôi nằm một mình tôi trong phòng tình đời cho con đứa mà nó ngu dữ thần, tôi không có hình dung được là có cái con nào nó cũng đẹp đến mức mà tôi vì cổ mà tôi coi một cái bà già khùng mà tôi chịu chết rồi. Cho nên đó là mình đang học về cái gì đó, cái đồ đạo duyên đó, là trong từng ngày của đời sống này chúng ta liên tục đi trên 2 con đường, đường chánh và đường tà, mà khổ thay đường chánh hiếm khi ta ghé chân lên nó, thường ta đi đường tà hơi nhiều. Đường tà là gì? Là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Tà kiến đã định nghĩa rồi, tức là thường mà đoạn đó. Tà kiến là thấy đời này là màu hồng, là màu xanh, đời này là hoa bướm, là ngọt ngào, đó là tà kiến. Nói năm nay. Còn tà tư duy tức là luôn luôn tìm ra những cái khía cạnh nào đó của cuộc đời để mà thích cái này, ghét cái kia, trốn chạy cái này và kiếm tiền cái nọ, thì cái đó được gọi là tà tư duy. Nha.
tài ngữ là những gì mà ta phát biểu ra đó, có nội dung làm khổ mình và khổ người thì nó gọi là tài ngữ. Định nghĩa cực kỳ nôm na là như vậy. Những gì ta phát biểu, nói ra lời mà nó có cái nội dung khổ mình, rồi làm khổ mình, khổ người, kể cả những nội dung mình nghe nó rất là mềm, nhưng mà cái về sâu, về tính, về chiều sâu đó, nó có nội dung là hại mình, hại người. Thí dụ như mình bàn về chính trị, chủ quyền biển đảo rồi đó, thì nghe nó cũng cao sang đó, yêu nước mà. Nhưng mà nếu mà nói tới tinh thần giải thoát, các bạn vậy nó chỉ nổi điên thôi. Tôi có biết một ông bác sĩ ở bên Jacksonville, người Việt, ông nói hồi xưa nghe nói chữ tin tức, mình không biết, bây giờ mới biết tin tức là tin, càng đọc càng tức. Thì mình biết đó là tại vì tai trời áp nước, cái đất nước mình là nó đang nhầm trong cái vận hội màu đen thì nó phải chịu vậy. Có một cái đất nước nào mà chính phủ thông minh như vậy không? Ác với dân mà hèn với dân. Có đất nước nào mà cầm cố cả một cái dãy đất nước cho kẻ thù, chỉ có mình thôi. Hôm nay mình đứng trên mảnh đất Việt Nam, mình không biết cái đất nào là của Tàu, nào của Việt, mình không biết. Tại vì chính phủ ta là có cái chủ trương là cho thuê đó, thuê 99 năm. Cho nên bây giờ ngay cái đất Sài Gòn, không phải tôi nói để tôi kích động hận thù, ngay cái đất Sài Gòn bây giờ là mấy ông sập đổ chế độ rồi mình mới biết. Chứ còn như trước đây mình đâu có thấy cái công hàm Phạm Công Đào Văn Đồng một ký mà giao cái Hoàng Sa cho Tàu, mình đâu có biết. Rồi tới hồi đổi đời mình biết, là xong rồi. Thì như vậy ngay cái đất Sài Gòn mình cũng không biết cái việc của ai nữa. Có thể là thằng Nhật, có thể là thằng Nam Hàn, có thể là thằng Trung Quốc, có thể một cái thằng đại ca nào đó mình không biết. Nhưng mà thôi bây giờ bàn cái thêm tức, mà mình cứ đem nó ra mình bàn hoài là mình bị lên máu, mà lên đường nó gần chết rồi thêm cái cú lên máu nữa thì làm sao mà sống. Như vậy chuyện đầu tiên đó là hại mình. Còn hại người là mình nói ra làm cho người ta nổi điên lên, lỡ người ta lên máu heo rồi làm sao, hòm đâu mà chứa. Cho nên là tà ngữ là gì? Là những gì ta phát biểu mà có cái nội dung hại mình, hại người đời này và đời sau thì gọi là tà ngữ. Còn tà nghiệp là sao? Là những hành động lớn bé nào mà ta làm bằng tay, bằng chân mà để có cái nội dung là hại mình, hại người thì cái đó gọi là tà nghiệp. Nó nôm na như vậy. Những cái hành động nào mà hại mình, hại người, ví dụ như hấy quýt lườm liếc, tuy nó nhỏ thiệt nhưng nó có hại, nó có làm cho người ta khổ không? Có. Con thấy người ta hấy con có khổ. Người ta hấy con thấy mà con có khổ. Có hiểu chữ khổ không? Mình biết người ta không ưa mình có vui không? Dạ, gần đát rồi. Mình biết người ta khinh bỉ, người ta coi thường mình mà mình không có sao hết. Vậy là cái này chắc ghé hầm đề bô đi. Mua mớ xăng, mớ xi măng, sát về làm tò ngồi. Chứ còn tôi là tôi từ bi lắm mà tôi cũng dễ tự ái lắm. Ví dụ như người ta ngồi người ta học mà người ta đùa một câu nào đó là mà tôi thấy không khoái dạy nữa. Tại mình nghĩ mình mất thời gian á. Chút xíu vậy đó. Cái tôi nó không có đáng, nhưng mà mình không muốn mất thời gian cho cái người không muốn học đạo nữa, hiểu không? Có chứ có. Cho nên một cái hành động nhỏ xíu là hấy quýt lườm liếc cũng là thân nghiệp bất thiện. Mà thân nghiệp bất thiện chính là tà nghiệp nha. Rồi. Còn cái chuyện mà mình dí ngón tay cái này có phải là tà nghiệp không? Là sao vậy? Trường hợp nào dí ngón tay vậy là tà nghiệp? Dí kiến. Bởi vì có hai thằng tù nó gặp nhau, tụi nó làm sao mẹ nó tù, nó tao bị ho cái tụi nó tù, nó sợ kỹ, nó tự leo nhà người ta cái tụi nó bẩn ho. Còn thằng kia nó tự nhiên tao đi đường tao gặp sợi dây lụm lên cái ở tù luôn, bị cái đầu dây cái cột bò, cái đầu dây cái cột bò người ta, nó tao thấy dây tao lụm lên cái nó nói ác trộm, cái nho hốt vậy luôn. Thằng kia mới xui ho cái ở tù. Hiểu chưa? Nó leo vô nhà người ta đang trộm, mà lúc mà nó vô được rồi thì nó bận nó ho. Nên bị bắt ăn trộm. Nhanh nó nói vậy qua nay hiểu rồi đó. Nói qua bữa nay hiểu nữa. Khỏe đó. Nói vậy là tài ngữ đó. Bởi vì không có phải là mình phải làm gì đó mình mới biết.
Em qua ngồi chung với mẹ này cũng đỡ. Cũng trình độ ngang ngửa à. Có nghĩa là cái gì làm mới biết. Cái đó là cái nói sang á. Nó cái gì bất tiện không, cái đó tôi chưa làm chưa biết. Nhưng mà thật ra đó, một cái người mà trên 18 tuổi thì biết đó là một câu nói rất là bậy. Vì đâu phải là mình làm mới biết. Ví dụ như mình chưa có bị cục tay, nhưng mà mình biết cục tay khổ chứ. Chứ mình nói không, tôi chưa bị cục, tôi chưa biết thì... Thì biết cục. Nói vậy thường kìa ung thư não rồi chứ đâu có cục nữa. Rồi, bây giờ qua tới tà mạng. Tà mạng là cái kiểu kiếm sống hại mình hại người. Có không? Có hiểu được không? Có nghĩa là lẽ ra đó là cái đó là 10 đồng mà mình lên nó là 15 đồng. Đó là tà mạng. Và cái đó là đồ tà mà mình nói là đồ nhân. Để cho người ta mua, đó là tà mạng. Đó là nhẹ đó nha. Còn mà nặng đó là làm cướp, làm trộm, làm tú bà, làm môi giới, buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, chất độc. Thì đó là quá nặng rồi. Bây giờ mình nói nhẹ thôi. Mua gian bán lận là tà mạng. Việt Nam có một từ hét giá quá cỡ cũng tà mạng, biết không? Tức là cái đùm câm sên liếp xe đạp, cái đó là đồ tà mà mình về mình mài mài, mình khắc sao thành ra chiếc Japan bán le lử luôn. Việt Nam có nói nhiều lắm. Việt Nam là đồ Việt Nam là... Bởi tôi nhớ có lần đó nguyên một cái phái đoàn bác sĩ quốc tế đó, Âu Mỹ á, Trung Quốc rồi đi qua bên làm việc thiện nguyện bên Phi Châu á. Việc thiện nguyện không? Thì ai bị bệnh lời tới bắt mạch rồi cho thuốc rồi chụp hình x-ray rồi CAT scan rồi MRI làm máy móc chữa bệnh. Một buổi trưa đó có nguyên thằng đang thui thằng mọi đem nó vô, nó bị trâu rừng hút. Nguyên đá bác sĩ Mỹ, Đức, Do Thái, Nhật bu lại chữa nữa. Đang chữa thì không có ghim cái điện tâm đồ, điện não đồ nè. Thì nó đang chạy tít tít cái bập tắt. Trời, nguyên đá y tá của Mỹ khóc. Thấy cứu không được mọi này nè. Cái bác sĩ như Trung Quốc nó không sao là tại vì máy Trung Quốc buồn buồn hay cúp điện lắm. Thế nó kêu nó đang chạy là tít 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 tự nhiên tắt thì mấy Mỹ nó quen nó thì là chết rồi. Nhưng mà Trung Quốc nó mí nị 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 hào nị hào. Ta hình nào nó ok không sao hết đó. Là tại vì cái máy Trung Quốc mà thì nó buồn buồn nó điện nó bị ngắt nó có vô. Thì nó lại đập đập vô gỗ đừng chơi sống nữa vậy đó. Thì đó gì thấy không? Đó, Việt Nam mình như ba cái chợ rẫy bình dân gì đó là nó nhập vô trời biết nó đồ đồ của ai nó có biết. Cho nên nhưng mà nó bù lên người ta khen tại sao xài đồng tàu nó có cái lợi là bởi vì xài đồng tàu nhất là đồ y tế nó cho mình nhiều niềm hy vọng lắm. Tức là đồ của Mỹ mà nó đã tắt rồi là chết nhưng mà đồng tàu tắt chưa chắc chết chỉ cần vỗ vỗ máy sống nữa. Đó, nó có nhiều cái nó lợi lắm. Thì mà mình muôn gian bán là những xài đồ dởm là tà mạng. Lấy đồ China mà sửa lên thành Japan là tà mạng. Hiểu chưa? Ác lắm. Rồi đấy đưa mày chấp kiến cái đây di danh ngữ danh nghề danh mạng chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sao? Tinh tấn là siêng năng, mà siêng năng mà làm việc đàng hoàng á thì gọi là chánh tinh tấn. Còn mà siêng năng trong cái chuyện mà hại mình hại người thì gọi là tà tinh tấn. Rất nhiều lần ở bên Houston trời mưa mà tôi thấy có nhiều người mà họ đứng ngâm nước ở đây nè câu cá. Bên Florida ở đây chứ không có, vẫn có nhiều cái vùng mà nó cho câu á. Nhưng mà mưa nha, mưa trời mới mưa nè. Mình nghĩ bụng nó trời, cái thằng cha này mà ở nhà mà dịch kinh điển chắc phước biết nhiều thì anh tinh tấn lắm. Mà anh ngồi nước ngang đây nè, tức là anh đứng như một con cò dưới mưa rồi đó, cực kỳ tinh tấn. Và nhiều núi xiên động trời lắm. Cho nên có những cái xiên đó mà nếu mà cái nguồn năng lượng nó mà chuyển qua bên pháp thiện là coi như là dữ dội. Và có nhiều tay mà coi như ngồi mấy tiếng hồ. Đây long khóc, đây mấy cái bịch chip snack với nguyên cuộn khăn giấy, ngồi coi phim đại hàng. Coi rồi khóc. Khóc xong rồi đói bụng uống khóc, nhai snack rồi ngồi khóc. Khóc lấy khăn giấy lau nước mắt liền đó, hỉ mũi khóc. Mấy tiếng hai cuồng giấy, sáu lon khóc, bảy bịch snack hết sạch. Cái đó nếu mà để học ai thì làm hết 24 viên đó.
thời gian đủ hết 21 giây mà cứ hỉ mũi rồi lau nước mắt, lại cái vụ mà mất trí nhớ thì mình để hẹn không trí nhớ, mình cứ thấy nó mất là khóc vào, mà cứ ngồi chờ mà cho nó có phục hồi trí nhớ chưa, mà chờ khi mấy tiếng mấy trăm tập nó chưa có nhớ lại nữa, mà cứ ngồi đó nó là tao tỉnh tấn, hiểu không? Mà đây tôi nói gì hiểu, tôi kể gì không? Cái đó có mê vô từ hè đại hàng đó, nó mê lắm. Ba cái gì người tình mùa đông là cái gì đó, cái gì nó thang lên thiên đường vậy đó, nó khóc đã lắm. Mà cái tụi gì này, cái tụi qua mạc là nó chịu cái phim nó lắm, bởi vì bán giấy đến kia chạy lắm. Rồi đó thì không có, nó thì lao ít, bây giờ còn nó lao tùm lum hết trơn á. Đó là trà tà tinh tấn, mà tới tà niệm cũng vậy. Niệm là tâm xảo bình thiện, nhưng mà tại sao được gọi là tà? Là bởi vì nó được người ta vận dụng nó để sống trong cái lý tưởng bất thiện. Các hiểu chứ lý tưởng không? Có thể là người ta đang làm việc thiện đó, nhưng mà làm việc thiện với cái ý nguyện là mong sanh về các cõi này cõi kia, mong đời sau được cái này được cái nọ, thì đó được gọi là tà niệm. Là bởi vì sao? Là vì chánh ở đây là gì? Chánh niệm, chánh định ở đây, chánh kiến, chánh này nghĩa là gì ta? Chánh này nó có hai nghĩa. Một là nó đi đúng với cái con đường giải thoát, nó đi đúng với lý tưởng đạo đế, đó được gọi là chánh. Thứ hai là nó phải hướng tới diệt đế, cái này phải ghi rồi, để gọi là chánh. Chánh này chánh kia đó là nó phải đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn như đây. Một là nó phải có cái nội dung của đạo đế và nó có cái mục đích hướng tới cái diệt đế, thì cái đó mới gọi là chánh. Còn không đủ một trong hai cái này thì gọi là tà. Thì đời sống của chúng ta mỗi ngày, dầu biết đạo hay không biết đạo, cố ý hay vô tình, tôi nói lại lần nữa, tất cả chúng ta ngồi đây nói riêng và tất cả chúng sanh trên đời nói chung, dầu biết đạo hay không biết đạo, cố ý hay vô tình, thì chúng ta luôn luôn có mặt trên một cái hành trình nào đó, thiện hay là ác, giải thoát hay sanh tử, nghe kịp không? Bây giờ tôi không có biết đạo gì hết, tôi là một cái người đẻ ra biết chữ luôn, tôi biết Phật Chúa, tôi không biết gì hết, tôi cứ ăn nhậu đánh bài lum, thì lúc đó tôi vẫn đang có mặt trên một con đường bất thiện, nghe kịp không? Dù tôi không biết gì hết thì tôi cũng đang lặng lẽ kính đạo, có mặt trên đường bất thiện. Còn một người có học giáo lý, có học đạo, thì họ ngồi họ học đạo, họ nghe pháp, họ tụng kinh, họ ngồi thiền, thì lúc đó họ đang có mặt trên một con đường thiện. Nghĩa là dầu muốn hay không, dầu biết hay không, thì ta lúc nào ta cũng đang có mặt trên một cái con đường dẫn về đâu đó, chứ không thể nói rằng ô tôi không có tu nhưng mà tôi đâu có làm gì ác đâu, không đúng. Hoặc là con đường thiện hoặc là con đường ác, dầu anh có biết hay không thì anh luôn luôn có mặt trên một con đường nào đó dẫn về đâu đó. Cái nghe kịp không ta? Hiểu không? Tôi nhắc lại một lần nữa thật là chậm. Dầu ta là ai, có biết Phật pháp hay không, cố ý hay vô ý, thì trong từng phút ta vẫn đang kín đáo lặng lẽ âm thầm có mặt trên một cái con đường dẫn về đâu đó. Đó là một. Số hai, trong từng phút, dầu muốn dầu không, dầu biết hay không, thì ta đang âm thầm xây dựng cái cảnh giới tương lai cho mình. Mà cảnh giới đó là gì thì tùy mình. Mình đang xây dựng một cái hang bằng đất trong rừng để mai mốt mình về mình làm chồn, làm cáo mình ở trong đó. Hoặc là mình đang xây dựng nguyên một cái villa ở Paris, ở London. Hoặc là mình đang xây dựng một cái lâu đài ở trên cõi trời. Tất cả đều là do mình. Quý vị biết được này, quý vị mới thấy ngán nữa là bây giờ quý vị có bằng đại học, quý vị có bạc triệu trong nhà băng, quý vị có một cái căn nhà trị giá cũng mấy trăm ngàn. Quý vị đang đeo hột sòn đỏ tay hết. Quý vị đâu có biết là cái kiểu sống, kiểu suy nghĩ của quý vị trong từng ngày ấy, nó chỉ có một tác dụng là các vị đang đào một cái hang ở trong rừng ấy. Tức là sống mà tham sân si nhiều thì bây giờ mình sang trọng thiệt, học xoàn cá rổ, nhưng mình không biết là cái kiểu sống hiện giờ của mình nè là mình đang âm thầm đào cái hang ở trong rừng,
cái giờ chỉ cần tắt thở cái là vô đó là vài bữa sau là có nguyên con tròn vài sọc đó. Chỗ là một con bướm, là một con ong, là một con kiến chập chờn cái đâu đó, tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình. Và ở đây những người không có niềm tin thì nghĩ rằng đó là do trong kinh điển tôn giáo nói như vậy, nhưng mà tôi thấy cái đó nó rất là khoa học ở chỗ là khoa học nhìn nhận điểm này. Các thứ vật chất, khoan nói tinh thần, với tinh thần nói khoa học nói cái là cái gì đó rất trừu tượng đúng không? Mình nói vật chất. Các thứ vật chất luôn luôn hội tụ và tìm về những nơi chốn thích hợp với chúng. Hiểu không? Nước tìm về với nước, thủy ngân tìm về với thủy ngân. Có phải không? Thí dụ như vì lá rụng thì trở về đất. Đúng không? Rồi chỗ nào ẩm thì bao nhiêu côn trùng, rắn rít, ếch nhái nó sẽ tập trung về đó. Rồi có những cái lò nó thích hợp với cái chỗ khô thì nó sẽ về chỗ khô. Lò nào thích chỗ ẩm thì nó về chỗ ẩm. Vậy đó rất là khoa học. Thì theo Đông Kinh thì cũng y chang như vậy. Mình sống bằng cái tâm trạng nào thì mình sẽ đi về với cái cảnh giới mình nó tương thích với cái nội tâm đó. Vậy đó rất là khoa học. Rất là khoa học. Cái tâm của mình nó sẽ đẩy mình về cái chỗ nào mà nó thích hợp với cái tâm tư của mình. Cái tâm tư ẩm ướt của mình, cái tâm tư ẩm ướt của mình, cái tâm tư khô ráo của mình, cái tâm tư sáng lòa hay là tâm tư tâm tối của mình, thì tất cả nó đều là một cái kiểu chuẩn bị để về chỗ đó. Cho nên đạo duyên là gì? Đạo duyên có nghĩa là học về đạo duyên là ta đang học về những cái hành trình mà muôn loài đang từng phút có mặt để mai này tìm về một nơi nào đó, thì đó được gọi là đạo duyên. Nói như vậy có nghĩa là trong từng phút chúng ta đang sống bằng đạo duyên đúng không ta? Yes. Thế đây dầu muốn dầu không, tôi nói thiệt chậm, dầu muốn dầu không thì trong mỗi giây phút trôi qua chúng ta đang có mặt trên một cái con đường dẫn về đâu đó. Nói tới đây tự nhiên tôi nhớ bài thơ của Quy Cận, một bài thơ rất là lạc đề mà tự nhiên tôi hãy nói đến đạo duyên tôi nhớ bài thơ đó. Ông kể một cái đêm mưa, tay nương giọt nước mái nhà, nghe trời lạnh lạnh nghe ta buồn buồn. Trời mưa đêm á, tay nương giọt nước mái nhà, ông nằm lên là ông ngủ được thì ông nghe cái nước nó rớt cái mái rớt xuống đất bịch bịch, tay nương nước mái nhà, nghe trời lạnh lạnh nghe ta buồn buồn. Nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dậm mòn lẻ loi. Trời mưa đêm cũng nằm đây mộng hình dung ở đâu đó, đó có những cái bước chân người đi về nơi nào đó, nghe không? Nằm ở đây mà cảm mà đúng như vậy. Mỗi người biết đạo nằm một mình thế này, chỉ cần suy nghĩ rằng hiện giờ ở đâu đó khắp nơi trong cái gầm trời này, người ta đang âm thầm có mặt trên những nẻo đường dẫn về những cảnh giới siêu đọa. Mình lái xe trên đường, mình nhìn hai bên đường, mình thấy trời mưa có người tất bật chạy về nhà để nấu cơm tối cho chồng con. Có người tất bật chạy đi thăm bạn bị bệnh. Có người tranh thủ chạy tới nhà già thăm má. Có người hẹn tới chỗ đánh bài, nhậu. Là trên con đường đó là mọi... Trên một con đường đó thôi, đó thì là mỗi người có một cái đích đến khác nhau rồi. Nha. Thì như vậy học về đạo duyên có nghĩa là ta đang học về những cái con đường mà từng người trong chúng ta đang âm thầm có mặt để tìm về đâu đó. Còn 15 phút nữa mình dọn, đúng rồi. Bây giờ còn mấy duyên? Mình canh sao cho nó vừa khích buổi chiều. 19 sẽ tương ưng là 19. Chỗ này phải ngưng rồi, đang cho chiều học mấy cái duyên còn lại. Cái tương ưng duyên nó rất là hay. Bởi vì tôi nhắc sơ cho nên biết là tại sao nó hay. Mình sẽ học tương ưng và bất tương ưng. Tương duyên là sao? Là giúp nhau bằng cách hòa tan vào nhau. Rồi cái thứ hai là giúp nhau bằng cách là mỗi đứa một phương. Nghe hiểu không? Nó hay đó, hay chỗ đó. Nó có trường hợp anh giúp tôi bằng cách là hai đứa mình thành một, mình anh mới giúp tôi được. Nhưng có trường hợp anh chỉ có thể giúp được tôi khi nào anh và tôi hai phương trời cách biệt. Không phải lúc nào mình thương nhau mình cũng sáp vô nhau là nó không biệt. Em cứ đi lấy chồng rồi mình đi ngoại tình vui hơn. Đó là bất tương duyên.
nhiều khi mà con nghe mà con tưởng nó là lao, nhưng mà đó là sự thật. Cái cách diễn dịch á, cách diễn dịch nó nói chém giá luôn. Tôi chưa gặp ai giảng Adi Đàm mà nó dễ thương.